Sau 15 năm nghiên cứu tấm vải liệm thành Turin, một bản tái tạo thực tế về Chúa Giêsu Kitô thực sự trông như người thật đến từng centimet theo tấm vải liệm thánh. Đây là hình ảnh con người thật của Chúa Giêsu xưa đã sống ở trần gian, cũng ăn, cũng uống và mang thân xác như con người bình thường. Chúa Giêsu được sinh ra trong cung lòng Đức Maria và lớn lên như một thanh niên, khỏe mạnh, vạm vỡ, cường tráng. Những gì bạn trông thấy là bản tái tạo từ tấm vải liệm Turin.